Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự hội nghị triển khai công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát Nhân dân. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Năm 2022, tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, nhưng tình hình tội phạm vẫn có những diễn biến phức tạp. Trong đầu năm, phát sinh nhiều loại tội phạm với phương thức thủ đoạn phạm tội mới, hoạt động tinh vi, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ thông tin, phạm tội trên không gian mạng. Ngành kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới hơn 86.700 vụ hình sự, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ án về tham nhũng, chức vụ được phát hiện, khởi tố tăng nhiều nhất là 39,2%. Đáng chú ý, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19, cấu kết với một số cán bộ cơ quan nhà nước để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua các hành vi đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tội phạm về trật tự xã hội tăng 5,1%, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường tăng 2,73%, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp tăng 11,7%. Trong đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố nhiều vụ án tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Năm 2023, ngành Kiểm sát Nhân dân sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, quyết tâm vượt khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên, gắn với công tác xây dựng đảng với xây dựng ngành, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chống oan sai, tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng trong Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo tăng cường thu hồi tài sản nhà nước bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và trao đổi kinh nghiệm với Viện Kiểm sát, cơ quan công tố các nước trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước có 6 hoạt động nổi bật, đó là đã chú trọng rà soát, hoàn thiện thể chế về tiền tệ và ngân hàng, bảo đảm tiến độ và chất lượng, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa, các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao. Trong năm, ngành ngân hàng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh như mở rộng thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, một số lĩnh vực ưu tiên có mức tăng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của hệ thống. Tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước được xếp vị trí thứ nhất về chỉ số xếp hạng an toàn thông tin mạng, thứ hai về chỉ số thể chế số và xếp thứ tư về chỉ số hoạt động chuyển đổi số, năng lực tài chính, quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng ngày càng được tăng cường. Tình trạng sở hữu cổ phần vượt giới hạn, sở hữu chéo được chú trọng xử lý, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế. Cùng với biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như vừa qua đã có tình trạng điều hành lãi suất, tăng lãi suất 2 lần trong một tháng, đã phanh gấp luồng vốn trong nền kinh tế, gây khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc nới chỉ tiêu tín dụng vào tháng 12 nhìn chung còn chậm, các quy định pháp lý về tiền tệ ngân hàng còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển hiện nay, cần phải tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện. Cùng với đó, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, chưa kịp thời phát hiện các rủi ro, sai phạm để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm. Việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn chậm và còn nhiều vướng mắc chưa được khai thông. Hoạt động của các tổ chức tín dụng vẫn còn có nhiều rủi ro, còn sở hữu chéo và còn biểu hiện thiếu an toàn. Một số tổ chức tín dụng chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật để xảy ra sai phạm, thậm chí là sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho ngành ngân hàng trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần chủ động đổi mới sáng tạo để khắc phục những hạn chế yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, điều hành cân bằng hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm thanh khoản, tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tài chính, tiền tệ, vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, bảo đảm công khai minh bạch và an toàn hệ thống, đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh an toàn, xứng đáng vai trò là huyết mạch của nền kinh tế.
Kính thưa quý vị, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1623 ngày 27 tháng 12 năm 2022 phê duyệt đề án tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chung của đề án tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật, nguồn gen, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và phù hợp với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 12 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa. Tại quyết định số 1635 ngày 27 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 807 ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng. Tại quyết định số 1633 ngày 27 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 809 ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật Đảng. Tại quyết định số 1632 ngày 27 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 808 ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng. Theo quyết định số 1634 ngày 27 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 810 ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng. Hôm nay 28 tháng 12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và 35 vị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty AIC sẽ tiếp tục phần tranh luận. Bào chữa cho bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, giám đốc Sở Y tế tỉnh, luật sư cho rằng hành vi của ông Vũ không thỏa mãn đặc trưng của tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định việc vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 152 tỷ đồng, gồm 148 tỷ đồng là thiệt hại của 16 gói thầu và 3,5 tỷ đồng là thiệt hại do hành vi ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức phạt tiến độ. Theo phân tích của luật sư, ông Vũ không gây thiệt hại 3,5 tỷ đồng và kết luận định giá là không chính xác. Trong phần tự bào chữa cho mình trước hội đồng xét xử cuối giờ chiều qua, bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cảm ơn hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã xét xử vụ án công minh, cho biết sau khi nhận thức được hành vi của mình là sai phạm, bị cáo đã thành khẩn nhận tội và đã chủ động khai báo. Bị cáo chỉ cần thêm tình tiết giảm nhẹ liên quan đến thành tích của bản thân và gia đình. Theo quan điểm của luật sư bào chữa, việc áp dụng hình phạt đối với bị cáo Đinh Quốc Thái cần đánh giá toàn diện bối cảnh, tính chất, quá trình và thời điểm bị cáo nhận tiền của doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào các quy định có liên quan để xác định mức độ phạm tội của bị cáo. Ngày 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình và công ty viễn thông VNPT Hòa Bình đã tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thành phố Hòa Bình giúp lãnh đạo thành phố giám sát, điều hành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, ngân sách,
phản ánh kiến nghị người dân, kiểm soát thông tin trên Internet và mạng xã hội, hành chính công và giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp các cấp lãnh đạo có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi mặt theo thời gian thực. Thông qua hệ thống IOC cũng sẽ giúp tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền, góp phần tăng cường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền. Đây là tiền đề quan trọng để chính quyền thành phố nhanh chóng xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh tại thành phố Hòa Bình trong thời gian tới. Sáng nay 28 tháng 12, do không khí lạnh tăng cường đã khiến nền nhiệt tỉnh Lào Cai tiếp tục giảm thấp, đặc biệt là tại đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ xuống dưới mức âm 1 độ C và đã xuất hiện mưa tuyết. Trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và kéo dài nhiều giờ. Tuyết rơi bao trùm một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương. Đây là lần đầu tiên mưa tuyết xuất hiện trong năm nay, do đó nhiều du khách đã di chuyển lên Sapa để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, nhiều khả năng mưa tuyết hoặc băng giá mạnh sẽ tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang và lan tỏa xuống các vùng thấp hơn. Tối ngày 27 tháng 12, trên đường Trần Quốc Toản và quảng trường Lâm Viên bên cạnh Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt đã diễn ra lễ hội đường phố Carnival Đà Lạt. Đây là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Mở đầu lễ hội Carnival đường phố là màn diễu hành của 3 xe mô hình, thể hiện công trình biểu tượng của thành phố Đà Lạt và một số mô hình khác. Trong tiếng nhạc sôi động mang âm hưởng lễ hội, 36 nghệ sĩ quốc tế với trang phục truyền thống đã thể hiện những vũ điệu cuồng nhiệt chào mừng lễ hội Festival Hoa đang diễn ra tại phố núi Đà Lạt. Sau khi cùng diễu hành với xe hoa qua các đoạn đường Trần Quốc Toản, các nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn phục vụ hàng nghìn người dân và du khách tại quảng trường Lâm Viên. Nhiều tiết mục nhảy múa đặc sắc kết hợp cùng nghệ thuật xiếc của Việt Nam đã khiến khán giả thật sự mãn nhãn, hòa mình vào không khí náo nhiệt của âm nhạc, ánh sáng và vũ điệu đường phố. Carnival Đà Lạt 2022 diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 12. Sau một năm thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, toàn tỉnh Quảng Nam đã vận động nhận đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên cho hơn 1.000 trẻ em mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19. 1.080 em trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19 và các nguyên nhân khác đã được các cấp hội trong toàn tỉnh Quảng Nam nhận đỡ đầu và chăm sóc thường xuyên, trong đó có 56 em nữ là đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ về mặt vật chất, các cấp hội còn thường xuyên kết nối, hướng dẫn các kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng các trẻ mồ côi phù hợp với độ tuổi tâm lý, nhắc nhở các con học tập, động viên tinh thần, tạo mọi điều kiện để các con được phát triển trong môi trường gia đình và cộng đồng. Trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh cũng đã vận động ủng hộ gần 1,1 tỷ đồng, giúp thoát nghèo bền vững cho nhiều gia đình chị em phụ nữ. Thưa quý vị, các đồn biên phòng tại 3 huyện biên giới tỉnh Gia Lai đã thực hiện phương châm 3 bám, 4 cùng, tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia và được chính quyền cùng với nhân dân địa phương ghi nhận. Đồn biên phòng IAO có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 5,3 km đường biên giới trên sông và 9 làng trên địa bàn. Việc gần dân, nắm bắt thực tế đời sống của bà con có tác động sâu sắc đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồn biên phòng IAO coi đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Trong năm qua, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai công tác vận động quần chúng, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng cơ sở chính trị, phân công 9 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại chính chi bộ thôn làng, phát huy vai trò của đồng chí cán bộ tăng cường xã, thường xuyên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đã quá đỗi quen thuộc với người dân nơi đây, luôn gần dân, hiểu dân, giúp đỡ dân, đã giúp nhiều gia đình thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Các anh bộ đội biên phòng luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ bà con, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách. Gia đình nào trong làng có việc cần giúp đỡ thì các anh ở biên phòng địa bàn đều đến giúp đỡ nhiệt tình. Hai vợ chồng cũng nói chung là thật tay trắng không có gì. Đi lên đây thì khi đó mới thuê nhà ở rồi. Từ cái khâu làm giấy tờ là nhờ được sự bên địa bàn hướng dẫn làm thủ tục
nhập tạm trú tạm vắng này, đây làm thủ tục hồ sơ cho con đăng ký để mà học trường mẫu giáo rồi này nọ, là tất cả với bên xã là tạo mọi điều kiện như kiểu bên cây giống cây trồng để mình lập nghiệp từ đầu. Các anh chính quyền đây như kiểu thay người bố người mẹ mình ở quê để mà mình dựa vào để mình sống phát triển kinh tế, mình cảm thấy mình yên tâm. Nhờ làm tốt công tác dân vận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã cùng với chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết chặt chẽ và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đồng thời huy động cao nhất vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong phần tin quốc tế, Nga cấm xuất khẩu dầu cho các quốc gia áp mức giá trần. Hạ viện Mỹ cấm ứng dụng TikTok. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin ngày 27 tháng 12 đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Lệnh cấm có hiệu lực trong 5 tháng, từ tháng 2 cho đến tháng 7 năm 2023. Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Siluanov, nêu rõ Moscow không có ý định bán dầu mỏ cho những quốc gia ủng hộ biện pháp áp giá trần đối với dầu mỏ Nga. Theo sắc lệnh mới được Tổng thống Vladimir Putin ký, hoạt động xuất khẩu dầu thô cho những quốc gia áp giá trần với dầu mỏ của Nga sẽ bắt đầu bị cấm từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Song thời điểm bắt đầu thi hành lệnh cấm đối với các sản phẩm từ dầu mỏ sẽ do chính phủ Nga quyết định và có thể là sau ngày 1 tháng 2 năm 2023. Sắc lệnh còn bao gồm một điều khoản cho phép Tổng thống Putin bãi bỏ lệnh cấm trong những trường hợp đặc biệt. Bộ trưởng Tài chính Siluanov cũng nhắc đến khả năng thâm hụt ngân sách năm 2023 của Nga có thể cao hơn mức dự kiến 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP do biện pháp áp giá trần ảnh hưởng đến nguồn thu. Song Moscow sẽ tìm cách phát triển các thị trường mới nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ. Tòa án tối cao Mỹ vừa ra phán quyết giữ nguyên một chính sách nhập cư được ban hành trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cho phép cơ quan chức năng nước này nhanh chóng trục xuất những người di cư bị bắt giữ tại biên giới với Mexico. Chính sách nhập cư được gọi là điều khoản 42 của Mỹ dự kiến đã hết hiệu lực vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, theo một phán quyết của một thẩm phán liên bang vào hồi tháng 11. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 12, 19 bang của Mỹ đã kháng nghị phán quyết này lên tòa án tối cao, đề nghị giữ nguyên hiệu lực của điều khoản 42. Đại diện các bang này cho rằng, việc bãi bỏ điều khoản 42 có thể làm gia tăng số lượng người di cư tại các cửa khẩu biên giới, vốn đã lên đến mức kỷ lục trong thời gian qua. Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tòa án tối cao Mỹ đã chấp nhận kháng nghị trên. Điều khoản 42 được đưa ra dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh gia tăng lo ngại về làn sóng người nhập cư bất hợp pháp. Chính sách này cho phép chính quyền ngăn chặn hàng triệu người di cư ở biên giới phía Tây Nam xin tị nạn vào Mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Ủy ban Hành chính thuộc Hạ viện Mỹ vừa thông báo cấm cài đặt ứng dụng phát video ngắn TikTok thuộc công ty ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc trên tất cả các thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý. Trong thông báo gửi tới các hạ nghị sĩ và nhân viên Hạ viện Mỹ, Giám đốc Tài chính của Hạ viện Mỹ nêu rõ ứng dụng TikTok bị coi là có mức độ rủi ro cao do một số vấn đề bảo mật và phải được xóa khỏi mọi thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan lập pháp này. Quy định mới được đưa ra tiếp sau một loạt động thái của chính quyền các bang ở Mỹ cấm TikTok trên những thiết bị thuộc sự quản lý của chính phủ. Tính đến tuần trước, 19 bang đã cấm một phần hoặc hoàn toàn ứng dụng này trên những thiết bị thuộc quyền quản lý của nhà nước vì lo ngại dữ liệu người dùng do TikTok thu thập có thể bị lạm dụng. Dự luật ngân sách chính phủ liên bang trị giá 1.700 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa 2023 được thông qua vào hôm 20 tháng 12 cũng bao gồm điều khoản cấm TikTok trên các thiết bị do chính quyền liên bang quản lý và sẽ có hiệu lực sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật. Trung Quốc thông báo sẽ nối lại việc chấp thuận và phê duyệt các đơn xin hộ chiếu phổ thông của công dân Trung Quốc cho mục đích du lịch và thăm nhân thân từ tháng 1 năm sau. Quyết định này nhằm tối ưu hóa các chính sách quản lý nhập cư để phù hợp với các biện pháp ứng phó với đại dịch.
Trong bối cảnh các biện pháp quản lý dịch COVID-19 đã được hạ cấp từ loại A xuống loại B, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc thông báo các chính sách và biện pháp sẽ được tối ưu hóa, bao gồm nối lại việc chấp nhận và phê duyệt các đơn xin hộ chiếu phổ thông của công dân Trung Quốc cho mục đích du lịch và thăm bạn bè ở nước ngoài, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Việc chứng thực cho cư dân Trung Quốc đại lục đến khu hành chính đặc biệt Hồng Kông vì mục đích du lịch và kinh doanh, cũng như cấp giấy phép xuất nhập cảnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và giấy phép xuất nhập cảnh cho các khu vực biên giới cũng sẽ được tiếp tục xử lý. Các dịch vụ liên quan đến đơn xin thị thực thông thường, giấy phép lưu trú và giấy phép cư trú của người nước ngoài sẽ được nối lại và trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng thủ tục cấp tốc. Hiện tại thì các cơ sở y tế trên toàn liên bang của Ấn Độ được đặt trong tình trạng sẵn sàng để chăm sóc các ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên. Để đảm bảo các cơ sở y tế sẵn sàng ứng phó với COVID-19 nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc lâm sàng ngày càng tăng do số ca nhiễm tăng đột biến, Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ của đất nước tổ chức các cuộc diễn tập tại tất cả các cơ sở y tế vào ngày hôm qua, 27 tháng 12. Trước sự gia tăng theo quỹ đạo của COVID-19 tại nhiều quốc gia, các biện pháp y tế công cộng cần thiết phải được áp dụng ở tất cả các bang để đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp. Trọng tâm trong quá trình diễn tập sẽ là các thông số như tính sẵn có nhân viên y tế tại các cơ sở y tế, bao gồm ở tất cả các bang, công suất giường bệnh, bao gồm giường cách ly hỗ trợ oxy, giường ICU, giường hỗ trợ máy thở, mức độ sẵn có tối ưu của bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và những nhân viên tuyến đầu khác. Chiến dịch này cũng sẽ tập trung vào năng lực nguồn nhân lực, bao gồm cả số lượng chuyên gia chăm sóc sức khỏe được đào tạo về quản lý ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.